Nhắc tới những mỹ nhân bị xem là hồng nhan họa thủy trong lịch sử Trung Hoa, nhiều người thường nhớ ngay tới một vài tên tuổi nổi tiếng như Bao Tử, Muội Hỷ, Đác Kỷ. Dù sở hữu nhan sắc được xếp vào hàng khuynh quốc khuynh thành, thế nhưng những người phụ nữ này thường bị coi là nhân tố dẫn đến những mối họa vong quốc. Thế nhưng ít ai biết rằng, so với những tên tuổi nói trên, thời Xuân Thu còn từng tồn tại một mỹ nhân vượt mặt cả Bao Tử, Đác Kỷ và được xem là hồng nhan gây họa khét tiếng nhất Trung Hoa. Nhân vật này chính là Hạ Cơ, một trong tứ đại mỹ nữ của giai đoạn lịch sử nói trên. Hạ Cơ vốn mang họ Cơ, xuất thân là công chúa nước Trịnh vào thời Xuân Thu. Sử cũ không ghi rõ năm sinh cũng như thân thế của mẹ ruột nàng, chỉ biết rằng cha đẻ của nàng là Trịnh Mục Công, vị vua thứ 9 của Trịnh Quốc, một chư hầu nhà Chu trong lịch sử Trung Hoa. Hạ Cơ cũng là em gái ruột của Trịnh Linh Công, người kế vị Mục Công sau này. Trong nhiều giai thoại dân gian, Hạ Cơ thường được nhắc tới như một mỹ nhân sở hữu sắc đẹp tuyệt trần nhưng lại hết sức phóng đãng và đa tình. Từng được đánh giá là cao thủ chinh phục đàn ông, nàng chẳng những sở hữu dung nhan mỹ lệ, dáng dấp yêu kiều mà còn có khí chất vừa phong nhã lại vừa có nét lẳng lơ nên rất mê hoặc lòng người. Thậm chí một số giai thoại dân gian còn khẳng định Hạ Cơ có khả năng hoàn tân, nghĩa là trở lại thành gái trinh sau khi ân ái với bất kỳ ai. Tuy nhiên điều kỳ lạ là đa số những người đàn ông phát sinh quan hệ với mỹ nhân này đều gặp phải tai vạ và phải chịu kết cục chết chóc. Vì vậy mà nhiều người cho rằng Hạ Cơ còn tinh thông thuật hấp tinh đại pháp, dùng dương khí và tinh lực của đàn ông để bồi bổ cho mình. Về giả thiết này, có giai thoại từng truyền lại rằng Hạ Cơ từng có lần mơ thấy một giấc mộng xuân kỳ lạ khi vẫn còn là thiếu nữ chưa thành thân. Trong giấc mơ, bà được người trong mộng dạy cho thuật lấy dương bổ âm bằng cách quan hệ chăn gối. Cũng theo giai thoại này thì sau khi tỉnh mộng, Hạ Cơ đã tư thông với một người anh trai của mình và khiến người này chết bất đắc kỳ tử không lâu sau đó. Hoàng tộc Trịnh Quốc sau khi biết chuyện liền vội vã gả nàng tới nước Trần làm vợ Hạ Ngư Thúc, tên gọi Hạ Cơ ghép từ họ của nàng và họ của chồng cũng từ đó mà thành. Về những mối quan hệ tình ái phức tạp của Hạ Cơ, bách tính thời xưa đã từng đúc kết bằng một thành ngữ: sát tam phu nhất quân nhất tử, vong nhất quốc lượng khanh. Mỹ nhân này từ đó cũng bị xem là biểu tượng của hồng nhan gây họa thời kỳ ấy. Còn theo tờ báo KK News thì số người từng tư thông hoặc có tư tình với Hạ Cơ ít nhất cũng phải lên tới gần 10 người. Điểm đáng nói hơn còn nằm ở chỗ tất cả họ đều thuộc tầng lớp quý tộc của thời bấy giờ. Khác với giai thoại Hạ Cơ loạn luân cùng anh trai kể trên, có giả thiết khẳng định rằng người đàn ông đầu tiên trong cuộc đời nàng là một vị công tử tên Trần Mang hoặc Tử Mang. Mối quan hệ tình ái của hai người bắt đầu diễn ra từ năm Hạ Cơ 15 tuổi. Tuy nhiên chỉ vài năm sau đó thì người tình này đã qua đời mà chẳng rõ nguyên nhân. Sau khi kết thúc mối quan hệ với Trần Mang, Hạ Cơ được hoàng tộc Trịnh Quốc sắp xếp mối hôn sự với Tư Mã Hạ Ngự Thúc của nước Trần. Trong thời gian làm vợ của vị Tư Mã này, Hạ Cơ đã sinh hạ người con trai tên là Hạ Trung Thư. Chỉ tiếc rằng Hạ Ngự Thúc cuối cùng cũng có kết cục đoản mệnh, không khác gì tình nhân trước đó của vợ. Từ sau cái chết của chồng, Hạ Cơ đã ngấm ngầm gian díu với ba người đàn ông, bao gồm người đứng đầu Trần Quốc là Trần Linh Công cùng hai vị quan trong triều là Khổng Ninh và Nghi Hoàng Phủ. Tương truyền rằng lúc đầu, ngay tới chính những người trong cuộc cũng không biết việc mỹ nhân này cùng lúc tư thông với ba người đàn ông. Cho đến một lần, Khổng Ninh lấy trộm của Hạ Cơ một chiếc cẩm dương, quần lót bằng gấm và đem khoe. Một tình nhân khác là Nghi Hàng Phủ biết được liền nổi máu ghen, van nài xin bằng được chiếc bích la nhu, áo lót bằng lụa màu xanh của mỹ nhân để chọc tức tình địch. Kết quả là Khổng Ninh cả giận, tiết lộ cho một nhân tình khác của Hạ Cơ là Trần Linh Công. Sau khi chuyện này vỡ lở, họ cũng chẳng vì vậy mà dừng lại, càng lúc càng công khai làm nhiều chuyện ô uế, thậm chí Hạ Cơ còn có lúc một mình ân ái với cả ba người. Đến khi chuyện phong lưu của mẹ truyền tới tai con trai, Hạ Trung Thư trong một lần nóng giận đã giết chết Trần Linh Công rồi tự lập. Trần Quốc cũng vì vậy mà điêu đứng vì mối họa hồng nhan mang tên Hạ Cơ. Sau khi thế lực của con trai bị nước Sở tiêu diệt, Hạ Cơ vẫn tỏ ra điềm nhiên như không dù bị quân địch bắt về.
Bây giờ dù đã hơn 40 tuổi, bà vẫn lọt vào mắt xanh của Sở Trang Vương, suýt có cơ hội bước vào hậu cung Sở Quốc. Tuy nhiên do lời cảnh tỉnh từ đại thần nước Sở là Khuất Vu, cả Sở Trang Vương và lệnh Doãn Đương Triều là Tự Phản dù thèm muốn nhưng đều không dám công khai cưới hỏi mỹ nhân này vì sợ gặp phải tai vạ. Trải qua một thời gian tứ cố vô thân ở Sở Quốc, Hạ Cơ tiếp tục được mai mối làm vợ lẽ của một vị tướng già tên Liên Doãn Tương Lão. Thế nhưng không nằm ngoài dự đoán của nhiều người, tới năm 597 trước công nguyên, Liên Doãn Tương Lão đã chết thảm ngoài chiến trường, chẳng những bị chém mất đầu mà ngay tới xác cũng bị tha đi mất. Trong thời gian đó, Hạ Cơ tiếp tục được con trai riêng của chồng là Hắc Yếu để ý, thậm chí người này còn một mực muốn để mẹ kế tái giá với mình để trở thành chính thê. Tuy nhiên, hết thảy những mối nhân duyên của Hạ Cơ ở Đức Sở thực chất đều nằm trong âm mưu của đại thần Khuất Vu, chính người đã can gián Sở Vương không nạp mỹ nhân này làm thiếp khi xưa. Hóa ra Khuất Vu thầm mến Hạ Cơ đã lâu, vì vậy mới dùng lời lẽ để nàng không tiến vào hậu cung Sở Quốc. Sau lại tìm cách gả nàng cho một lão tướng, rồi mượn cớ đẩy lão tướng ra trận làm quân tốt thí mạng. Không lâu sau cái chết của người chồng già cả, Hạ Cơ đã được Khuất Vu bày kế cho đến nước Trịnh với lý do chịu tang và phao tin rằng Trịnh Quốc đang giữ xác của Liên Doãn Tương Lão. Sau khi mỹ nhân về Trịnh, Khuất Vu đến dùng kế lừa gạt quân chủ, rời khỏi cố hương, đến thẳng đất Trịnh, danh chính ngôn thuận cầu hôn mỹ nhân trong mộng của mình. Trải qua nhiều biến cố, Hạ Cơ rốt cuộc cũng tìm được bến đỗ cuối cùng của đời mình sau nhiều cuộc hôn nhân không trọn vẹn và không ít những mối tư tình ngoài luồng khác. Và đó không ai khác ngoài người đàn ông đã bày trăm phương ngàn kế để có được nàng Khuất Vu. Thế nhưng dường như lời nguyền Hồng Nhan chẳng những không buông tha mỹ nữ Xuân Thu ấy mà còn trở thành mối họa đối với hậu nhân đời sau của Hạ Cơ và Khuất Vu. Sau này con gái duy nhất của Hạ Cơ thành thân với đại phu nước Tấn, sinh hạ một người con trai tên Dương Thực Ngã. Chỉ tiếc rằng Dương Thực Ngã cuối cùng bị Tuân Lịch hãm hại và phải chịu án diệt tộc. Hậu duệ của Hồng Nhan họa thủy Hạ Cơ cũng biến mất khỏi lịch sử từ đây. Ngoài khơi đất nước Pakistan tồn tại một hòn đảo hết sức đặc biệt. Nó nhỏ thôi nhưng người ta bảo rằng nó được tạo ra sau khi đã cướp đi sinh mạng của hơn 800 người vô tội. Hòn đảo có tên là Zalzalako, nhưng khoan đừng vội phán xét vì chẳng có ai giết người khi xây đảo đâu. Số là 6 năm trước, có một trận động đất với cường độ lên tới 7,7 độ Richter xảy ra tại quận Balochistan của Pakistan. Trận động đất đã cướp đi sinh mạng của hơn 825 người, nhưng đồng thời kích hoạt núi lửa ở vùng biển xung quanh hoạt động. Kết quả chúng ta có đảo Zalzalako ra đời. Khi mới hình thành, Zalzalako kích cỡ cao 20m, rộng 90m và dài khoảng 40m. Hòn đảo trở thành một điểm thu hút rất nhiều khách du lịch, bất chấp việc trên đảo có hàng chục rãnh nhỏ xả ra khí ga cháy được, cùng khí độc từ núi lửa liên tục thải ra. Mà nhìn bề mặt đảo ở thời điểm đó, ai cũng nghĩ đây là một hòn đảo chết, la liệt xác cá và sinh vật biển, quện lại trong bùn, cát và đá sỏi. Tuy nhiên, vấn đề còn nằm chỗ hòn đảo liên tục bị nước biển xâm thực. Từng đợt thủy triều dâng lên mỗi ngày, từng chút một nhấn chìm hòn đảo xuống đáy đại dương. Để rồi mới đây, những bức hình mới nhất từ vệ tinh Observing 1 và Landsat 8 của NASA xác nhận rằng Zalzalako đã chính thức biến mất sau 6 năm tồn tại. Hòn đảo thực sự là một đống hổ lốn của bùn đất dưới đáy biển được đẩy lên, Bill Panhard, chuyên gia địa chất học phát biểu vào năm 2013. Đây là khu vực hết sức phù hợp để câu chuyện này xảy ra. Chúng ta cần một lớp khí nén được chôn nông, có thể là methan, CO2, và khi lớp này gặp sóng địa chất, lớp khí sẽ đẩy đá và bùn dưới đáy lên trên. Hiện tượng này vốn rất phổ biến tại các nơi có hoạt động địa chất lớn, nơi giao nhau giữa các mảng địa chất làm tăng tỷ lệ va chạm khiến động đất xảy ra. Với trường hợp của Zalzalako, trận động đất năm 2013 đã khiến lớp địa chất bên dưới bị rung chuyển dữ dội, đẩy bùn và khí lên tạo thành bề mặt đảo.